Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình đã hoàn thành circle 30 ngày cái bể cá biển và hôm nay mình sẽ cho một con san hô đầu tiên vào trong bể. Thì đây là một phát Zoa, dòng Zoa Krakatoa. Thì kinh phí của mình chỉ đủ mua một bông thôi, mấy bạn có thể search ở trên Facebook thì sẽ ra cái giá của cái bông này. Thì vì hồ nó cũng có giới hạn nên mình chọn những cái bông nào mà có giá trị ha, có giá trị và hiếm hiếm chút, đẹp đẹp một chút để nuôi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho con Krakatoa này trung hòa nước muối. Rồi bây giờ mình sẽ được cho nó ra cái ca này ha. Thì hiện tại mình đã cho cái con Zoa này vào một cái ca. Thì nước mình để ngập vừa đủ thôi ha, nếu mình để nước nhiều quá thì trung hòa nó sẽ lâu. Thì trung hòa thì mình sẽ cho nước khoảng gấp đôi cái này là được. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi trung hòa con Zoa này. Ok, thì quy trình trung hòa thì nó cũng giống y như những cái kênh khác họ chỉ cho làm thôi. Thì mình sẽ nối một cái ống từ trên bể xuống xuống cái này cho nó nhiều 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 chậm chậm thôi. Thì cách nhiễu thì có thể là mình sẽ rút cái ống lại, cột rút cái ống lại, thắt lại cho nó nhiễu ra từ từ, hoặc là mình dùng một cái van 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 oxy, van CO2 gì đó. Bên bên cá thủy sinh nhiều lắm, thì cái van mà để khóa cái vòi oxy á, để điều chỉnh vòi oxy á, thì mình có thể điều chỉnh được dòng nước từ trên kia xuống, để từ trong bể chính xuống để trung hòa. Thì ở đây mình sẽ cho trung hòa khoảng nửa ca này thôi, là khoảng 500 ml nước. Rồi, hiện tại ở đây mình có một chai thuốc C Pristine Extreme của The Dutchman Reef của anh Tuấn Huỳnh ha. Thì vì cái con này nó chỉ là một cái frack thôi, thì khả năng sâu hại nó sẽ không có. Đó, nhưng mà trên cái frack này nó sẽ có rất là nhiều rêu, nên mình ưu tiên mình xài cái này. Đây, ngăn chặn tảo không mong muốn và loại bỏ ký sinh trùng có thể đi cùng với san hô mới. Thì bây giờ cái này nó yêu cầu là 20 ml cho 1 lít. Thì một cái ca này là khoảng 1 lít. Mình sẽ làm nửa ca thôi. Nửa ca thôi 500 ml, thì mình dùng nửa liều ở đây là 1 ml thôi cho nó tiết kiệm, xài được lâu ha. Đó, thì cái con này nó, cái phát này nó cũng khá là nhiều nhiều rêu hại. Đó, nên mình sẽ sử dụng thuốc C Pristine. Thì cái này là một dạng deep, nhưng mà nó là deep deep tảo. Thì mình sẽ ưu tiên xài những cái deep phát, vì nó có một loại, anh Tuấn Huỳnh còn một loại thuốc khác nữa, thuốc deep khác nữa, là để deep những con ký sinh, những con sâu đồ trên cục san hô đó. Thì cái thuốc deep kia thì mình sẽ giới thiệu ở trong clip sau, khi mà mình mua một cái con san hô mà nó có nguyên một cái khúc xương, nguyên một cái khúc xương, cái con ký sinh trùng nó sẽ trú ở trong xương nhiều hơn, trong xương, trong những cái khe kẹt tùm lum á. Còn những con Zoa nhỏ xíu như vậy thì nó nằm trên đế phát thì cũng khá là an toàn, không có cần deep bằng thuốc đó đâu. Mình chỉ cần deep tảo thôi, để ngăn chặn cái tảo tảo bóng rồi đó. Nói chung là mình kỹ, đầu này mình kỹ. Thì sau khi mà mình ngâm với C Pristine xong á, thì mình sẽ đưa nó vào cái ly này. Thì sâu bọ gì nó nằm trong đây, mình đó là suy nghĩ của mình thôi, còn không biết là có đúng không nha. Thì mình sẽ cho tạm thời nó cho vào đây, thì vài ngày sau nó ổn ổn thì mình sẽ deep với lại cái thuốc kia luôn, thì sẽ ok hơn. Ở đây người ta có hướng dẫn là khi sử dụng phải đảm bảo là san hô LBS nó phải ở trạng thái đóng, nghĩa là nó giống như con này này, hiện tại nó chưa có nở, nó là một cái cục đây. Nó chưa có nở, nó nở ra rất là đẹp. Nó đang đóng lại như là ok, là có thể deep được. Rồi, hiện tại là nước đã vào đủ. Thì ngâm san hô khoảng gấp đôi, gọi là trung hòa nước thì khoảng gấp đôi cái lượng nước cũ là được rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ sử dụng C Pristine để ngâm ha. Vậy đây nó ghi là ngâm trong 5 đến 10 phút, thì mình sẽ dùng kim tiêm. Lại là kim tiêm giống như clip hướng dẫn dưỡng cá. Thì dùng thuốc thì mình dùng kim tiêm thôi. Cái này rẻ lắm ngoài tiêm thuốc.
hình như 1.000 2.000 nghìn cái. Rồi, hiện tại mình đã hút 1ml thuốc ở trong cái ống kim tiêm này. Rồi mình sẽ bơm vào đây. Ráng cái kim tiêm. Khuấy nó lên chút. Rồi bây giờ mình sẽ canh giờ ngâm từ 5 đến 10 phút hả? Rồi ok, hiện tại mình đã ngâm được 7 phút. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu múc sẵn một cái ca nước trong bể nè. Múc nước trong bể ra. Để sẵn để rửa. Để rửa cái phát. Đi rửa để cho nó trôi thuốc đi á, xong rồi mình bỏ vô trong bể ha. Hiện tại giờ mình không có cách nào để vừa rửa vừa quay phim hết, vì tay mình đang cầm điện thoại thì không có rửa được, nên mình sẽ tắt máy và rửa cái phát này xong rồi bỏ vô đây nha. Ok thì mình đã rửa xong. Có vẻ còn ổn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vào cái ca ha. Giữ nó dạng như cách ly ít bữa để mình theo dõi. Ok, mình xin kết thúc clip này tại đây ha. Thì nếu các bạn thích kênh của mình thì các bạn nhớ subscribe, share và like video giúp mình. Còn nếu có góp ý gì thì các bạn cứ comment. Mình rất là cảm ơn. Thì vài bữa nữa tới khi mình mua những cái frac san hô, những cái con san hô mà cần deep. Cái hồi nãy là cái dạng như diệt rêu thôi. Còn khi nào mình cần deep thì mình sẽ quay clip và hướng dẫn các bạn cách deep ha. Rồi cảm ơn các bạn. Bye bye.